có một thế giới cực lạc ở Tây Phương. Nơi đó không có địa ngục tam đồ khổ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào, thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ. Nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta. Có Bồ Tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta, trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật, tiếng gió, tiếng mưa và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp. Bạch Hạc, Khổng Tước ngày đêm sáu thời hót tiếng hòa nhã tuyên dương diệu pháp. Thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm, mênh mông bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng thơm sạch vô cùng. Mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báo, văn lưới trân châu, bốn mùa như xuân